tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những diễn biến mới nhất của vòng 3 Live World V-League 1/2023. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Vũ Linh. Ép sân liên tục. Như đây là pha lên bóng của Lý Nhật Thịnh rất nguy hiểm. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà Lý Nhật Thịnh. Diallo là người đã giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được bàn thắng đầu tiên tại Đại hội V-League 1/2023. Và điều quan trọng hơn cả, họ đang có được lợi thế dẫn trước nhà đương kim vô địch. Và đây sẽ là một điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng đến một kết quả tích cực. Văn Quyết khá nguy hiểm. Vô! Không ai khác cả, vẫn là Văn Quyết. Và lúc này thì Văn Quyết là một hình ảnh tiêu biểu của Hà Nội FC. Văn Quyết là Hà Nội FC. Được thể hiện khá rõ ràng. Quá hay, cơ hội cho các cầu thủ đội khách. Hùng Dũng 2-1. Một lần nữa thì Hà Nội FC đã cho thấy được đẳng cấp của mình. Vẫn là một tình huống tấn công ở khu vực trung lộ. Và sự khác biệt lại được thể hiện. Không có bất cứ một cơ hội nào cho Dương Quang Tuấn ở tình huống phòng ngự vừa rồi. Khi Hùng Dũng ở vào một vị trí quá thuận lợi, thoải mái để có thể chỉnh bóng. Và mở bóng nhanh là của cầu thủ bên phía Hà Nội FC. Đây là Lucao. Lucao! Bóng đã được phá ra. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Lucao đã vượt qua được Gian Clesio. Anh có một pha dứt điểm khá thông minh. William nguy hiểm, đó là Duy Mạnh. Bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ bên phía Hà Nội FC. Và một lần nữa thì Dương Quang Tuấn, thủ thành bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đã gặp bất lợi trong những tình huống bóng bổng. Điểm 4 trong số đó trúng đích và có được 3 bàn thắng. Đội 2-3. Vẫn là Văn Đức và Diallo mang tới niềm vui cho các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đáng khen cho tinh thần thi đấu, ý chí thi đấu và khả năng tận dụng thời cơ của cặp Văn Đức và Diallo. Có thêm một pha mở bóng của Gian Clesio. Văn Đức, cơ hội đây rồi. Không vào. Bóng đã đập trúng khoảng rộng. Thật khó tin là trong tiếng vừa rồi không có bàn thắng cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một lần nữa Diallo lại đến rất gần với một pha ghi bàn. Rất phá lâu. Trọng tài không thổi phạt Marco Silva. Quá đáng tiếc. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.